Xin chào nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Tiền Giang. Thì hôm nay sáng nay thì anh ba anh ở sớm đi giăng lưới, anh có cho mình một mớ cá lồng kiến đó cả nhà. Bây giờ cá lồng kiến thì mình đang cũng đã mần sạch hết rồi, mình đã cắt bì mổ bụng hết rồi nè. Con cá rất là bự luôn cả nhà, cá bự bằng cái bàn tay của mình luôn nè, cả nhà thấy không? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món cá lau kiến luộc sả nha cả nhà. Thì cá lau kiến mình đã mần sạch rồi, nhưng mình chuẩn bị thêm một số sả cây mình đã đập dập đó cả nhà. Rồi đây là một mấy trái ớt. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi để đi luộc nha cả nhà. Không biết cái nồi này nó có đủ không nữa cả nhà. Cái nồi này để mình sẽ nhét sả vô cái bụng con cá nha cả nhà cho nó thơm. Còn 2 khúc thôi. Không biết cái nồi đủ không nữa. Cái nồi này nữa. Quên nữa, lót sả dưới nữa. Đó, đã chưa? Rồi, bỏ vô. Cá này thì rất là bự, ăn thịt rất là nhiều luôn cả nhà. Con này thì nó có trứng nè, nhưng mà nó chỉ mới có thôi, trứng còn nhỏ xíu rồi cả nhà. Nhét sả vô bụng cho nó thơm luôn, cho nó thấm vô bụng nó thơm luôn. Cái nồi này nó nhỏ với so với con cá. Không biết để đủ không nữa. Con nữa. Hên quá, đủ vừa đủ luôn cả nhà. Bây giờ ở bên kia người ta đang bắt nhạc, không biết có bị dính bản quyền không nữa. Đó. Rồi, bỏ vô mấy trái ớt nữa trên này. Bây giờ mình sẽ thêm cho nước vô nha cả nhà. Bao nhiêu nước thì sắp sắp về là được rồi. Tại vì nước nó sôi lên con cá lau kiến nó cũng dễ chín lắm. Cho thêm một chút bột ngọt, chút hạt nêm nữa cả nhà, cho nó thấm vô con cá. Mình đem đi luộc cả nhà. Rồi bây giờ mình bắt lửa để đây cả nhà. Đây ầm lại đợi cá sôi lên là cá sẽ chín nữa cả nhà. Trong lúc đợi cá chín thì bây giờ mình sẽ đi làm muối ớt nha cả nhà. Mình có bị 2 trái ớt với 3 trái cắt. Mình sử dụng cắt cho nó thơm cả nhà. Bây giờ mình để 2 trái ớt, 2 muỗng muối nha cả nhà, 2 muỗng muối. Đây mình bỏ thêm 2 muỗng đường nữa cả nhà, thêm một chút bột ngọt. Rồi bây giờ đi đâm ra thôi. Và bây giờ mình đã đâm nhuyễn rồi cả nhà. Cái này mình sử dụng muối hột mới ngon cả nhà. Rồi thì tại vì là con cá, 3 con cá bự quá, chắc mình ăn chỉ có 3 con thôi, không ăn nhiều nổi đâu. Cho nên là mình sẽ chia cái chén muối ớt này ăn cả nhà. Chén muối ớt này ăn cùng. Mình đâm cũng nhiều quá. Rồi bây giờ mình sẽ nặn tắt cho cả nhà. Nghe mùi cắt thơm phức luôn. Chua không nữa. Mặn mặn ngọt ngọt chua chua.
Rồi, để đây cả nhà. Đợi cá chín nữa là mình ăn cả nhà. Có cá này cả nhà. Trời ơi, nãy mình quên vớt bọt cho nên bây giờ nó đóng bạn lên trên mấy con cá rồi. Trở nó lại. Cá chín này nè cả nhà. Đó, nứt ra rồi nè. Ấy là mình đẩy là lại cái nữa là mình đem ra cả nhà. Bây giờ thì cá chín rồi cả nhà. Bây giờ mình để ra mâm ra giường ăn nha cả nhà. Nó thơm phức, thơm xả. Rồi mình để cái muối ớt qua bên. Mình gặp cá nha cả nhà đây. Bây giờ mình sẽ gấp ba con thôi cả nhà, còn ba con chừa lại tại vì cá nó cũng bự mình ăn không có hết đâu. Cá nồi kiến này nó nấu cũng mau chín lắm, chưa hết nó muốn gã hết trơn cả nhà. Rồi. Rồi, ba con thôi cả nhà ơi. Để thêm mấy cái con tôm lên cho nó đẹp đẹp. Rồi, ở này mình đẩy đây để dành đây nha. Trang trí thêm hai cái này. Quế nó héo luôn rồi cả nhà ơi. Đó. À, bây giờ thì cá chín rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng dùng cá lau kiến hấp xả với mình nha cả nhà. Hấp hay luộc gì cũng là nó đó. Rồi, bây giờ mình bẻ một khúc. Hôm nay thì mình coi rất là kỹ rồi cả nhà. Cái camera của mình cũng vẫn đang quay, không có bị tắt nữa. Nó vẫn còn nóng cả nhà. Nóng quá, đó, cá bự nè cả nhà. Thịt nè. Thịt trắng phiếu luôn cả nhà. Thịt này rất là đã luôn. Đó. Bây giờ luộc chín rồi thì mình gỡ cái da rất là dễ, nhưng mà nó nóng quá cả nhà. Rồi, cái muỗng mình nè. Đây là chén lớn của mình. Muỗng mình bỏ qua một bên nè. Bây giờ mình bóc luôn. Ui da, nóng quá. Nóng quá cả nhà ơi. Mình lấy cái miếng dao này kẹp vô cho nó không nóng. Đây nè. Thịt đã luôn. Rồi, mời cả nhà nha. Vừa nóng vừa cay luôn, chết luôn. Ngon quá cả nhà. Con cá này mặc dù hình thù nó xấu xí, mặt ngoài nó xấu xí nhưng mà thịt nó rất là ngon luôn. Thịt rất là dai cả nhà. Tiếp tục ăn miếng nữa nè. Có nhiều người ta nói là ăn con cá này nó tanh lắm đó nha. Mình thì mình thấy nó cũng ngon chứ bình thường, chứ mình luộc xả nó không có tanh. Nó bình thường. Hồi đó thấy mấy con cá này thấy sợ đâu có dám bắt đâu cả nhà. Sao cũng không dám ăn nữa. Sau này tự nhiên ăn thử rồi mới biết là nó ngon. Mấy anh kêu ăn thử đi, ăn đại đi mới biết là nó ngon, cho nên là bây giờ là ghiền cái món này luôn cả nhà. Đó. Đã chưa? Quá đã luôn cả nhà ơi. Bây giờ lẩu
miếng da này ra nữa nè. Cái da nó rất là cứng, cái đầu này ăn rất là béo hơn cả nhà, nhưng mà ăn nó thì hơi cực. Tại vì là mình ăn nó mình phải lừa ba cái da này ra để mình bỏ thì nó cực, tại vì mình không có thể lột được, mình chỉ cắn rồi xong mình thấy thôi. Quá ngon. Bây giờ làm nguyên miếng này nữa nha cả nhà. Miếng thịt đã không? Cá phê luôn. Bây giờ nó còn bốc khói nữa nha. Quá trời thơm, ăn cá thì nhựa nó dính tay dơ lắm rồi nha, mà ngon thật nhưng mà chịu cực. Một bên nữa ở nhà ơi. Có miếng ớt đỏ đỏ cho nó cay cay nữa nha. Quá là ngon luôn. Video tới đây cũng đã dài rồi, xin phép tạm dừng video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video cho đến tận giờ phút này. Chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp nha.